Chào các bạn, trong video này á mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy một cách chip led nha các bạn. Lấy chip led để lấy cái chip led này thay cho mấy cái đèn led hỏng các bạn. Cái đèn như các bạn có một cái đèn led chip led T8 nè. Chip led T8 ha, nó bị hư chip led dán SD nha các bạn. Hoặc là các bạn có một cái đèn led bulb á, nhất là led bulb nha các bạn. Led bulb cũng hay bị hư, bị cháy chip led trong nha. Các bạn cần cái đây nè, mấy con chip led này các bạn. Mấy chip led này là của mình lấy từ cái thanh led này nhai ra các bạn. Mình lấy từ thanh led này thay cho cái chip led của đèn led bulb này nè. Một yêu cầu đặt ra là các bạn tốt nhất các bạn nên lấy cái tận dụng lại cái thanh chip led nè, chip led của cái đèn tiếp led T8 hỏng nha các bạn. Các bạn mấy cái đèn này dễ tìm nhất á. Ở trên trên mạng á, có một số các nó hướng dẫn các bạn nhiều cách để thay chip led á. Như các bạn dùng bàn ủi nè, các bạn dùng cái thanh nhiệt của nồi cơm điện á. Hoặc là trong video trên kênh của mình á, mình có hướng dẫn các bạn là dùng cái mẫu hàng nha các bạn. Cái mẫu hàng này á, các bạn có thể đặt lên đây nè. Các bạn cắm điện cho mẫu hàng nó nóng á, các bạn đỡ trực tiếp cái thanh chip led này nè. Thanh led này các bạn đặt lên rồi các bạn dùng nhíp bạn gấp ra giờ cũng được nha các bạn. Còn nếu các bạn nào mà chuyên nghiệp hơn á, các bạn dùng nhà có sẵn cái máy khò các bạn. Cái máy khò này là chuyên dùng để lấy hoặc là đóng bắn hoặc tháo các linh kiện dán SD nha các bạn. Cái này được sử dụng trong điện thoại di động ha. Tất cả chip led chứ không phải chip led này lấy được bình thường nha các bạn, rất dễ nha. Ngoài ra con có thể lấy được IC dán các bạn, IC chân bụng á, trong mấy cái van bo điện thoại di động á các bạn. Đây là máy khò nha các bạn. Các bạn có thể sửa lấy cái linh kiện dán các bạn, linh kiện dán SMD nè, thay linh kiện trên mấy cái bo nguồn led driver cũng được nha. Hoặc là các bạn có thể mấy cái bo điện thoại di động các bạn, van bo nó hư IC á, IC chân bụng, IC dán này nè, các bạn có thể dùng khò thay được, thay thế được hết nha các bạn. Ở đây mình sẽ nói, nếu mà nhà các bạn nào mà không có tận trang bị được mấy cái dụng cụ đó, các bạn có thể cái cách lấy chip led của mình hay dùng hướng dẫn các bạn là các bạn dùng một cái hộp quẹt ga cho mình nha các bạn. Một hộp quẹt ga, hoặc là ở nhà nào á các bạn nhà có nến cũng được các bạn. Một là dùng hộp quẹt ga hay là dùng nến á, một cái nến dài á, cái nến dài hai là cái nến ly nha các bạn. Trong đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng hộp quạt ga và dùng cái nến ly luôn nha. Cái này cái hai cách này là làm tương tự nhau nha các bạn. Vậy sau đây mình sẽ thao tác cho các bạn thấy. Cái này nên áp dụng á để thay chip led của mấy đèn chip led T8 nha các bạn. Tại vì cái nguyên tắc của nó là tại vì mấy đèn led bulb này các bạn làm cũng hơi được nhưng mà hơi lâu nha các bạn. Nó cháy nè, các bạn vẫn sử dụng được nha. Nếu mà các bạn giờ dùng cái này á, là mình khuyên các bạn dùng cái nến ly ha. Một là nến ly, hai là cái nến thường ha. Mà các bạn kê lên mà các bạn đỡ hơn, các bạn hơi lửa. Tại vì cái nhiệt độ các bạn, mình thấy tại vì cái này là cái chì hàng hay thiết hàng các bạn. Cái nhiệt độ nó chảy nó thấp á. Nên các bạn có thể khò hàng ấy nha, cho nó chì nó chạy ra mà cho dính chân linh kiện nha các bạn. Cách làm các bạn là cho những các bạn nào mà không có điều kiện nha các bạn. Không có điều kiện mà mua cái mấy hàng nha các bạn. Cái mấy hàng mấy khò là mấy cái dụng cụ như vùng sâu vùng xa thì các bạn có thể dùng quẹt cho mình nha. Dùng lửa quẹt hoặc là dùng nến đó, để mà lấy thay thế chip led nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ trực tiếp lấy nha, hướng dẫn các bạn cách lấy luôn nha. Thứ nhất là mình sẽ dùng quẹt hoặc ga nha các bạn. Trước khi lấy nha các bạn, lấy cái thanh cái chip led này, chip led giá SD, bạn phải đo trước cho mình nha. Phải đo kiểm tra cái chip led tốt hay không nha, rồi các bạn mới lấy được nha. Các bạn bật cái thang đo, các bạn dùng đồng hồ kim ha, các bạn đặt thang đo nhân 1 cho mình nha. Rồi các bạn kiểm tra cái thanh chip led này coi nó tốt mới lấy nha các bạn.
cái nào hư bỏ qua nha, chip led nào hư đó, bỏ qua. Các bạn kiểm tra đi. Nó không sáng thì các bạn đổi que đầu que đo nha các bạn. Thì nó sáng nè các bạn. Ok, hai led này ok nha các bạn. Sáng hết nha các bạn. Là cái thanh này á, là hai chip led này á, nó mắc song song nha các bạn. Rồi nối tiếp hai chip led này ha. Rồi. Sáng luôn nha các bạn. Đây nè, là năm con chip led này ok hết nha các bạn. Rồi. Sau đây mình sẽ thao tác thử cho các bạn xem nha. Ở nhà các bạn có cái kẹp á, không có cái kẹp thì các bạn dùng cái đồ gì kê lên cho mình nha, cao cao một tí ha. Nè, các bạn lấy cái vật gì á các bạn kê lên cho mình nha. Kê mà các bạn chặn cho nó cái thanh nét. Là như giống như cái thanh tip letter 8 nè các bạn có thể lấy ha, hoặc thay thế nha các bạn. Ví dụ con chip led nào hư á, rồi các bạn có thể dùng các bạn đánh dấu vô, rồi các bạn hơ lửa cho nóng lên là các bạn lấy ra được nha. Xem mình sao thao tác nha các bạn. Các bạn không cần dùng mở hàng cũng được ha. Cái mở hàng đấy để cho chị nó bám với lại cho nó ấy thôi. Mình nói chung các bạn ở nhà không cần mở hàng cũng được nha. Thì mình có mở hàng á mình chích cho này ít ha. Rồi các bạn, đây nè, mình sẽ lấy vị trí con này nha các bạn. Thì mình đánh dấu nha. Đây là con chip led để mình lấy nha các bạn. Mình lấy, mình tháo mà mình đóng lại vô nha. Cái chiếc đầu tiên luôn nha. Cái này nè. Rồi các bạn hơ lửa cho mình ha, lấy quẹt các bạn. Tay các bạn bật quẹt ha. Cái tay kia thì các bạn lấy nhíp cắp ra nha. Đá chân á, hơ là nó cũng hơi ấy các bạn. Tại vì hơ phía dưới á, nó hơi bị cháy nha các bạn. Các bạn để cách xa xa ra, đừng để sát vô nha các bạn. Lửa các bạn nên hơi để là xa xa ra, cách khoảng cách cho cái ngọn lửa nó đừng có chạm lên đây, nó bốc cháy là mới hư các bạn. Các bạn để là xa xa lên nha, hơ qua hơ lại thôi hả các bạn. Đây nè, các bạn để hơi xa xa nha các bạn, đừng có đặt trực tiếp, đừng có ấy nha các bạn, hơi qua hơi lại hơ xíu nha các bạn cho nó nóng một tí. Rồi các bạn đá chân nó hơi khác chế khác một tí nha các bạn. Đây nè, đá chân lỏng rồi nha các bạn, gấp ra được rồi, thấy chưa, rất nhanh nha các bạn. Đây nè, chiếc led mình nó lấy được rồi nha các bạn, thấy không. Rồi để mình dùng đây mình đo lại nha các bạn, dùng cái đồng hồ đo lại nha. Đây nè, vẫn để thang đo nha các bạn, nhân 1 ha. Rồi mình đo các bạn cái chân dài các bạn. Là chip led này có 2 chân nha các bạn thấy rõ không. Là chip led đó các bạn để ý là có 2 chân, chân dài chân ngắn, chân dài là chân dương các bạn, là anốt, chân ngắn là chân âm, là ca tốt nha các bạn. Và cái que đen các bạn, con đen của que dương á, dương nguồn các bạn chập qua chân dài, cái âm chân ngắn. Đó, các bạn thấy không? Đây là các bạn, đó mình để gần gần nha. Các bạn thấy không sáng đúng không? Đây nè. Thấy sáng không? Đây nè. Đó, ok nha các bạn. Đây các bạn thấy đây là ok nha. Nhớ nha các bạn, khi mà các bạn thao tác các bạn để cái ngọn lửa các bạn. Cái lửa các bạn hơ á. Hơ thì hơ xa xa nha các bạn, đừng có để gần quá. Dùng các bạn dùng nến hoặc là dùng cái này cũng được các bạn, dùng một quẹt ga. Các bạn hơ để xa xa nha, đừng có để sát quá nó cháy, đừng hơi là nó hơi cháy thôi các bạn. Chứ đừng có bỏ để sát ngọn lửa quá cho lửa nó cháy, cái này là nó khét luôn ha. Thứ nhất cái mùi nó khó chịu, cái thứ hai là nó không ổn với mấy ở nha các bạn. Có thể làm hư cái mạch này. Hư led luôn nha. Rồi sau đây là cái quá trình mình đóng lại nha các bạn. Mình thay nha. Nè.
chiplet này nha, mình đóng lại vô đây coi coi nó còn hoạt động tốt nha các bạn. Thì đặt chân dài nha các bạn, chân dài chân ngắn nha, mình đặt đây nha. Mặt khác nó để tránh tác động nhiệt các bạn, tránh tác động nhiệt thì các bạn khỏi hơ lửa trước cũng được. Đây nè, các bạn hơ cho nó nóng đi, hơ cho nóng một xíu nha các bạn. Đừng có, nhớ nha, đừng có để đá ngọn lửa nó qua ấy nha, nó hơi nóng một xíu. Lắc lắc qua nha các bạn, đừng có đỡ ấy quá. Rồi ok nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn, để cho nó nguội một xíu ha, đừng để cho nó cháy nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ lấy ra mình test nha các bạn. Đây nè, chiếc led này vừa thay nha, mới lấy ra đóng lại nha các bạn. Nó hơi cháy xém một xíu thôi nha, rìa đầu bên ngoài thôi. Rồi các bạn dùng, các bạn đo lại nha, kiểm tra ha, có nó ok không nha. Tại vì cái thanh này các bạn, thanh tiếp T8 này nó mỏng quá các bạn, nên mình tha hồ mình làm á. Chứ còn mấy cái laptop này các bạn, cái miếng nhôm nó tản nhiệt các bạn làm hơi cũng hơi lâu ha. Đây là ok nha các bạn, thấy không? Sáng ok hết nha các bạn, thấy không? Là thành công nha các bạn. Này rất dễ nha các bạn, ở nhà là nhà mà không có mấy hàng á, mấy hàng mấy kho các bạn, các bạn ok luôn nha. Các bạn thay chip led là dùng một quạt ga cũng được nha các bạn. Đây nè, ok hết nha. Để thay tại nhà cũng được nha các bạn. Rồi đây là cái thứ nhất nha các bạn. Các bạn có hộp ga các bạn, thì các bạn làm các bạn khéo tay các bạn làm cũng được ha. Bạn lấy cho mình cái nến ly nha các bạn, cái nến ly cũng được nè, cái nến hay cái nến ly cũng được, nếu cái nến thì các bạn kê lên ha. Thôi mình sẽ thử tháo con này ra nhau này. Đây là cái con này, các bạn làm y hệt vậy ha, không sao hết nè. Đây là cái con kế tiếp là mình tháo con này ha. Rồi các bạn cứ thôi, nến ly nó cũng dễ các bạn. Là các bạn bật quẹt ha, bật lên. Rồi, thấy không? Bạn có thể hơ lửa ha. Đây là cái vị trí nào mình muốn lấy nha bạn. Các bạn hơ tay, các bạn cầm cái thanh led này nè. Các bạn có thể điều chỉnh được, tại vì cái nó cố định á. Các bạn hơ, tại vì đừng có để cho cái ngọn lửa nó cháy cái này nha bạn. Để cho cao cao các bạn, cao cao một xíu ha. Nó cần nóng mà, tại vì nhiệt độ nó thấp mà các bạn, cái nhiệt độ nóng chảy nó thấp quá, chút xíu là nó nóng tí là nó cái led là nó ấy à. Bắt đầu khỏi cần mở hàng cũng được, khỏi cần cũng được. Đây là cách mình thay thế chip led nha các bạn, thấy không? Đá chân là nó ra liền các bạn nha, rất nhanh nha các bạn, chút xíu là nó ra liền nha. Thay chip led nè. Rồi các bạn, mình đã thử cái con led này luôn nha các bạn. Đây nè, chiếc led mới vẽ nha. Các bạn thấy không, sáng không? Ok nha các bạn. Rồi chiếc led này ok nha, sáng nè. Đó, ở nhà các bạn không có cái mấy hàng, các bạn không có mấy hàng hoặc là mấy kho là cái bàn ủi gì á, là các bạn có thể dùng được, xài cũng thay thế được nha các bạn. Thay thế hàng lại hàng, thay thế hàng chip led này được cũng được, vô tư nha các bạn. Còn bạn đóng lại cũng bị hệt như vậy ha. Các bạn lựa chọn á, nhớ chân nha, chân dưa, chân dài, chân ngắn ha. Chân dài là anốt, chân tương ứng với chân dài bên trong cái chip led này các bạn. Đây là chip led này cũng có chân dài chân ngắn ha, các bạn đỡ sao tương ứng rồi.
này mình không cần mở hàng cũng được nha các bạn, mở hàng hay nhựa thông gì cũng được. Các bạn để hơi cao cao tí. Rồi các bạn hơi hơi nha, bỏ trên đây trực tiếp đây cũng được nha các bạn. Đỡ rồi, để cho nó nóng một xíu là ok. Hơi qua hơi lại á, nhớ mà đưa tay cũng được, đỡ nguyên cũng được. Mà để cao cao một tí cho nó vừa nóng chảy cái chì là ok. Rồi, xong rồi các bạn. Để chân cái. Rồi, rất nhanh nha các bạn. Xong hả? Dính nè. Các bạn thấy không? Làm chút xíu lại nha, nó ok liền các bạn. Nó không bị cháy luôn nha các bạn. Để càng xa thì cái vết bắt đầu vết cũ nha. Các bạn để càng xa là nó không bị cháy cái này luôn nha. Là cái đường mạch đó, đường mạch đây nè. Ở trên có ba đường, hai đường bìa bên ngoài, một đường giữa các bạn. Là nó không bị cháy luôn nha, không bị ảnh hưởng gì nha. Cái vết này vết cũ của mình thôi. Vết này mình vết mình dùng cái mẫu hàng á. Đó. Rồi sau đây mình test luôn lại cho các bạn thấy luôn nha. Có nó sáng lên chip led này không nha. Đây. Cho nó ngồi bớt nha các bạn. Tránh ảnh hưởng cái nhiệt ha. Đây là sáng rồi các bạn. Ok nha các bạn, thấy không? Mà thay thành công nha các bạn. Đây nè. Rồi. Vậy là đây hôm nay á mình đã hướng dẫn các bạn nha. Có hai cách các bạn. Một á là các bạn dùng nến ly ha. Hai là các bạn dùng hột quẹt ga cho mình nha, hột quẹt ga. Dùng nến hoặc nến ly nha các bạn. Là các bạn có thể thay thế được chip led nha các bạn. Thay chip led của đèn tiếp led T8 á các bạn, nhất là tiếp led T8 mà quá dễ nha. Hoặc là các bạn có thể thay được led bulb luôn nha các bạn. Led bulb này nè. Nhưng mà cái nhiệt độ của nó, tại vì cái này cái miếng nhôm tản nhiệt á, nó hơi lâu tí nha, nhưng mà vẫn làm được ok nha các bạn. Các bạn ở nhà không cần cái máy hàng máy khò gì các bạn. Các bạn dùng hai cái này. Mình hay dùng cái nến ly nè các bạn. Nhưng các bạn có nến ly hoặc cái nến cũng được các bạn. Rồi các bạn kê lên á, các bạn đặt lên là các bạn thôi lửa. Là ok nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Có cần hướng dẫn hay hỗ trợ gì á, các bạn cứ để viết comment dưới video nha, mình sẽ support cho các bạn nha. Rồi chào các bạn.